Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản TikTok Seller hay gọi là TikTok Shop để chúng ta bán hàng online trên TikTok. Có thể nói cách khác là chúng ta làm tiếp thị viên để chúng ta bán hàng online. Rồi, đầu tiên chúng ta tải cái ứng dụng Seller về để chúng ta đăng ký cái tài khoản. Ở đây mình làm cho nhanh thì chúng ta sẽ đăng ký cái tài khoản bằng cái tài khoản TikTok của mình luôn. Chọn cái phần đăng ký bằng TikTok này. Sau đó mình chọn phần xác nhận. Đây là cái tài khoản TikTok của mình. Thì mình sẽ cứ chọn phần ủy quyền. Ủy quyền để tiếp tục. Rồi. Rồi mình sẽ chọn đăng nhập. Rồi. Như vậy là mình đã ủy quyền. Ở đây ta có hai phần này. Ta chọn một là doanh nghiệp cá nhân sở hữu. Hoặc công ty thì bạn chọn công ty. Ở đây mình chọn mục đầu tiên là doanh nghiệp cá nhân sở hữu. Tiếp theo mình sẽ đặt tên cái cửa hàng của mình. Tên này mình sẽ không thay đổi. Rồi, đây mình đặt tên là Hồ Khánh Channel. Đấy. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thêm cái chứng minh nhân dân, hình ảnh chứng minh nhân dân mà chúng ta chụp, hoặc là thẻ căn cước, hoặc là hộ chiếu. Ở đây mình sẽ chọn vào dấu cộng để mình thêm. Ta ấn vào cho phép. Vậy ta chọn phần camera để chúng ta chụp cái chứng minh hoặc thẻ căn cước chúng ta vào. Rồi ok, sau khi mình đã thêm mặt trước và mặt sau cái chứng minh nhân của mình vào thì mình sẽ vuốt xuống. Vừa ở đây nó sẽ ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh trên thẻ căn cước của mình. Rồi, sau khi xong ta sẽ chọn gửi. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn phần xác nhận, để ta xác nhận này. Rồi, như vậy là mình đã có cái tài khoản. Ở đây ta chọn phần cài đặt, ta chọn phần cửa hàng. Đây là mã cửa hàng. Ta chờ ta mới có được xác nhận, mã xác nhận. Tiếp theo ta vào phần TikTok này. Ta chọn phần hồ sơ này. Thế này có hộp thư đến, ta chọn phần hộp thư này. Thấy cái biểu tượng cửa hàng ở đây để người ta thêm những cái sản phẩm mà người ta muốn bán. Rồi ok, khi mà người ta tạo cái tài khoản TikTok Shop xong thì người ta sẽ chọn phần thêm sản phẩm. Và ở đây nếu có mã thuế người ta sẽ nhập mã thuế, còn không ở đây ta sẽ chọn xác nhận là không có mã thuế, ta tích vào. Và ở đây ta chọn thêm địa chỉ này. Và chúng ta sẽ thêm số điện thoại người liên hệ là chúng ta. Đấy. Và địa chỉ chúng ta là khu vực. Như ở đây mình sẽ nhập người liên hệ là mình đấy. Rồi, sau khi chúng ta đã điền đầy đủ thông tin thì chúng ta nhớ tích chọn phần đặt làm địa chỉ trả hàng đấy. Rồi, bật lên. Và chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta lưu và thêm sản phẩm. Rồi ở đây thì chúng ta có thể thêm cái sản phẩm mà chúng ta cần mô tả. Giờ mình sẽ thêm cái sản phẩm để mô tả. 1 2 Rồi mình sẽ chọn hai sản phẩm này. Ta ấn tiếp theo. Xong. Đồ chơi xe gắn máy. Ta chọn hạng mục này. Hạng mục còn là ô tô xe máy. Tên sản phẩm này, ô tô và xe máy. Rồi, tên sản phẩm này, ô tô và xe máy, phụ kiện xe máy. Rồi chúng ta sẽ thêm một số cái danh mục, sau đó chúng ta chọn xuất bản. Rồi. Ở đây có hai mục để lựa chọn, một là biến thể hoặc là nhiều biến thể. Giờ đây mình sẽ chọn nhiều biến thể vì nhiều hình dạng, nhiều màu sắc khác nhau. Rồi. Ở đây mình sẽ chọn tối đa bưu kiện là khoảng 200 g đi. Rồi, chiều cao 80 đi. Chiều rộng 20. Chiều dài 80. Chiều
cao 40. Rồi, sau khi mình đã điền cái thông tin như thế này thì chúng ta sẽ tích chọn phần thanh toán cái nhận hàng, chọn xuất bản. Rồi, rồi đây chúng ta có thể thêm cái số biên thị. Đây mình đã thêm bộ UMA rồi các mục khác mình sẽ thêm sau. Rồi, hoàn thành xong cái phần này, tiếp theo thì chúng ta sẽ vào TikTok. Rồi, ta vào phần hồ sơ của chúng ta, và ở đây nó sẽ hiện cái phần TikTok Shop ở đây. Đây, và chúng ta chọn bắt đầu, thêm thông tin liên hệ. Chúng ta có thể thêm Zalo này, rồi là Gmail. Và cái mục này, ở đây mình chọn Zalo, mình sẽ chọn cái số điện thoại Zalo của mình. Rồi sau khi chúng ta thêm số điện thoại Zalo, chúng ta chọn lưu. Rồi, ta quay trở lại. Và ở đây, đây là cái tên TikTok của mình. Ở đây có phần doanh thu, sản phẩm và đơn hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn phần sàn sản phẩm, ta tích vào. Rồi ở đây chúng ta có thể chọn những cái phụ kiện mà người ta muốn muốn bán. Giữa đây bộ UMA, tìm kiếm, mình thêm phục này. Rồi đầu tiên các bạn phải tạo tài khoản để thêm sản phẩm. Rồi sau một thời gian khoảng 15-20 phút thì nó sẽ xét duyệt cho chúng ta, thì nó sẽ xuất hiện ở phần sản phẩm của ta. Ở đây cửa hàng của bạn, đây nó sẽ xuất hiện ở đây sau vài phút. Sau vài phút thì mình sẽ mở TikTok lên và mình kiểm tra. Đây mình sẽ chọn phần đây là video của mình, và đây là cái phần TikTok Shop của mình. Mình sẽ chọn vào thì ngay lúc này nó sẽ hiện ở đây luôn các cái sản phẩm của mình ở đây. Đây hai sản phẩm mình đã thêm vào. Nếu ta thêm nhiều thì nó sẽ hiện nhiều vào đây sau vài phút, và những ai mua sản phẩm của chúng ta thì ta sẽ được tính hoa hồng. Rồi nếu bạn thấy mình chia sẻ hay hữu ích thì cho mình một like, một đăng ký kênh để tạo động lực cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình.